Sai lầm thuộc về phía hậu vệ bên phía đội tuyển Indonesia, đó là số 3 Yanto. Và với cú đá dứt điểm không vào, cú đá cự ly gần thành của Indonesia. Hãy cùng nghiên cứu lại cái cách mà các thủ phối Thái Lan phối hợp ở trong tình huống này. Hai cầu thủ áo xanh, Boa Salosa, một pha cầu thủ xuất sắc của Gawin. Boa Salosa rất tự tin, một cú đá khiến cho Boa Salosa dứt điểm ngay, không vào. Thêm trong màu áo của câu lạc bộ Tensa. Tâm lý thi đấu. Chanatip. Sirot Cha Thông. Pirapat. Chanatip. Sút bóng. 2-0 dành cho đội tuyển Thái Lan. Đây là lại là một pha tấn công xuất phát từ bên phía cánh trái. Trong phạm vi hẹp nhưng Chanatip Songkrasin đã di chuyển rất khôn ngoan. Là một cái tên rất được chờ đợi. Nhưng vai trò của anh ở trong hiệp đấu đầu tiên có phần hơi mờ nhạt so với những kỳ vọng được dành cho cầu thủ này. Boa Salosa. Dứt điểm. Một lần nữa thì người cản phá lại là Gawin. Dứt điểm. Vào. Tỷ số đã rút ngắn xuống còn 2-1. Bàn thắng là của Boa Salosa. Vừa rồi. Đường truyền từ bên phía cánh trái của Rizky Pora. Bóng đi đập đất và đã đánh bại được Gawin. Rizky Pora trong hiệp đấu đầu tiên là người mang đến những niềm hy vọng cho đội. Lili Pali. Đánh đầu! Hai đầu! Các cầu thủ viên của Indonesia chắc chắn như đang sống trong một giấc mơ vậy. Số 12. Đó là Lebby Babu. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đây là một kịch bản mà không một đạo diễn nào có thể viết trước được. Cơ hội dành cho đội tuyển Thái Lan. 3-2. Cú đá không thể cản phá của Terasin Dangda. Các cầu thủ Thái Lan vừa thực hiện một màn ăn. Chúng ta hãy cùng xem lại cái cách mà các cầu thủ Thái Lan phối hợp ghi bàn. Một pha phối hợp đẹp mắt. Và phía trước của Terasin Dangda là một khoảng trống mênh mông. Tình huống bắt nguồn từ Tirathorn Bumathan. Chúng ta đã được xem cú đá dứt điểm. 4-2. Sarak Yonen đã thực hiện một đường truyền dọn cỗ và nhiệm vụ còn lại của Tirasin Dangda là rất đơn giản.